Là mẹ vợ con rể. Chào, gặp mẹ vợ con rể. Dạ, con chào cô. Chào Quyền Linh. Dạ. Chào Lê Lộc. Dạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. À, chào em. Chào anh, dạ con mời, em mời con ngồi. Ngồi. Thì ra là người quen của tôi 20 năm trước. Dạ. Bây giờ thì cô giới thiệu về mình cho khán giả biết đi. Thưa hai bạn và thưa tất cả quý vị, tôi là Trần Hà Lệ Mẫn và thuộc hàng U70. Và tôi đang hoạt động trên hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh với bút danh thường gọi là Hà Minh Mẫn. Hôm nay thì rất vui được gặp lại cô Mẫn ha. Phải nói là bôn ba đường đời nó cũng quá nhiều kìa. Hôm nay cô cháu mình gặp lại đây trong những cái ngày mà xưa lúc Quỳ Linh còn mới chập chững bước vào nghề. Cô chính là một trong những người viết bài báo đầu tiên cho chú Quyền Linh. Cô Mẫn là người, một tác giả viết rất nhiều vở kịch sân khấu và điện ảnh, và một nhà báo phải nói là rất có tâm. Và một lần nữa thì gặp cô đây, con cũng xin nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô rất là nhiều. Nhưng mà chắc cô cũng nhân việc này là cũng phải cảm ơn người Quyền Linh. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc. Dạ, chào quý khán giả. Em tên là Khanh. Tên đầy đủ của em cùng trùng họ với cái bút danh của mẹ em là Hà Duy Khanh. Hiện tại thì công việc của em là tự do nhưng mà chủ yếu là làm shipper. Dạ, em thì về làm rể ở nhà thì được 7 năm rồi. Cô gặp con rể của mình trong trường hợp nào và cảm giác như thế nào với cái tình hình gọi là sắc vóc của anh ấy, ngoại hình của anh ấy? Thưa quý vị, thưa hai bạn, tôi nói ra thì chắc nó cũng hơi đặc biệt đó. Là khi mà con rể tôi á, bước vào nhà tôi á, thì không phải một mình mà rất đông các mình. Là sao? Là bị vì á, là con gái tôi là cùng với là Khanh nè, là một nhóm bạn đang sinh hoạt đoàn ở phường. Thì tôi thì lúc đó là thì như Quyền Linh biết cái nghề cô là hay đi, thì tôi đi các nơi mà. Rồi khi mà trở về tự nhiên thấy trong nhà mình, cái đứng ở ngoài cái nghe, nghĩa là ủa sao có ai mà lại kêu con mình bằng má, rồi kêu mấy bạn kia bà gì, vợ gì đó tùm lum hết. Cái ngó trời ơi, xuất hiện ra là gì, gươm lạc giữa rừng hoa. Nhưng mà lúc đó đó thì ảnh không phải mang cái ngoại hình này, bởi vì sau đó đó thì ảnh bị một cái tai nạn giao thông và được là bệnh viện điều trị tích cực, và trong đó có cái xe chăm sóc của con gái tôi đó. Thì bây giờ ảnh trở nên là tùy nhiều như thế này. Đó, chứ lúc trước thì cũng là mà thon thon này vậy đó, nhưng mà là lâu dần thì hỏi giờ ấn tượng gì thì tôi ấn tượng nhất là đầu tiên là ảnh để hàm râu. Cái nói con ơi, cái người để hàm râu không xấu, nhưng mà cái hàm râu đó xong mày dị ứng quá. Thì đầu tiên cái sao ảnh cạo, sao lần lần cái thấy ảnh để lại, giờ tới để tóc nữa, thì tự nhiên cô thấy quen mắt. Nếu mà giờ không có cái này thì chắc thiếu ấn tượng. Quen rồi. Quen rồi. Để hàm râu không có xấu, quan trọng là người xấu mới để hàm râu. Không phải. Dạ, em xin hỏi anh chút xíu là anh còn nhớ cái ấn tượng khi mà lần đầu tiên gặp mẹ vợ mình không? Lần đầu tiên gặp mẹ vợ ấy, thì nhìn mẹ đẹp lắm. Mẹ lúc trước là rất là đẹp, hiện tại cũng rất là đẹp. Sức cô đẹp lắm thật mà. Thêm một cái nữa là ở nhà mẹ treo rất là bằng khen và giấy lưu niệm, thì nhìn lên là thấy cùng họ với mình. Thì lần đầu tiên gặp thì mình thắc mắc tại sao tại họ Hà thì cũng rất là hiếm, rồi tại sao mẹ lại mang họ Hà, thì mới lúc đó mới biết ra là cái bút danh của mẹ là Hà Minh Mẫn, là cái bút danh thôi chứ không phải là cái họ thật. Cái lần đầu tiên ấn tượng về mẹ là như vậy. Nhưng mà sao, lý do là sao mà em đồng ý về làm rể của mẹ? Dạ, thật sự thì nhà mẹ thì cũng đơn chiếc, chỉ có hai người con gái thôi. Một người chị thì hiện tại sinh sống ở nước ngoài. Thì bà xã em là Úc, thì em không thể là đón vợ em về để sống bên gia đình em. Đúng rồi. Thành ra em phải di dời bản thân mình qua bên sống bên gia đình bên vợ. Về bảo vệ cho vợ với bảo vệ cho mẹ ha. Dạ đúng rồi. Ở nhà mình hai mẹ con có hay tâm sự với nhau không cô? Tâm sự thì nói không có thì là không đúng. Nhưng mà có những lúc mà cô nhớ nhất là chỗ con cô nè.
con rể nè, để lại cho cô hai cái dấu ấn rất là đặc biệt. Hai lần cô suýt chết thì đều một tay Khanh, nghĩa là bồng cô từ thang ở chung cư đó, lúc mà cậu thang cái chung cư cũ đâu có thang máy, thì đi cấp cứu cô lúc 3 giờ sáng. Rồi một lần cách đây là cũng là gần 2 năm, cô không hiểu sao như là cô hôn mê như thế nào cô không biết nữa đó, thì cũng là nhờ có Khanh trong đó. Thành thử ra nói chung là cái ngoài cái chuyện vai vế trong gia đình, ngoài cái tình cảm ra, thì nó vẫn có cái gì mình gọi giống như là cái tình sâu mà nghĩa nặng vậy đó. Chuyện gì mà em hợp ý với mẹ nhất? Ăn uống nè, hợp không? Không hợp về khẩu vị nhưng hợp về món. Cũng như cùng thích một món nhưng mà khẩu vị của mẹ thì nhạt hơn. Ăn kiêng. Em có hay thường xuyên vào nấu bếp cho mẹ ăn không? Mẹ ăn về cái thực đơn của mẹ thì đặc biệt riêng mẹ tự làm, em không thể chế biến được. Kiêng gia ẩm thực. Ở nhà em thì nói chung là vợ em thì đi làm sáng đi sớm, tối thì về trễ, thành ra việc nấu nướng thì em cũng biết được một vài món. Đây là chuyên gia đi chợ, chợ ở ngoài và chợ siêu thị, là cô đầu tiên là cô bị tước đoạt cái quyền lợi đi chợ của cô, phải không? Là bị hay lắm, ảnh ra chợ một cái là cái này là ngon nè mẹ, cái này là thiệt nè, cái này là sạch đó. Là và đặc biệt sau này là bước xuống đất là có siêu thị, thành thử là chuyên gia đi chợ. Coi như nó tước quyền đi chợ của cô rồi. Tước quyền luôn mà xuất sắc luôn. Ví dụ người ta làm dâu, người ta phục vụ mẹ chồng, mình làm rể mình làm gì phục vụ mẹ vợ trong một cái thời gian ở chung vậy? Mẹ sai đi đâu thì em chở mẹ đi đó. Sai mới đi. Thì mẹ kêu mẹ chở con chở mẹ đi đây một tí thì em chở mẹ đi. Ví dụ như là máy vi tính mẹ bị hỏng, điện thoại mẹ bị hỏng, hay là đi làm những việc mà mẹ bận mẹ không làm được thì mẹ thường hay nhờ em đi làm. Có bao giờ hai mẹ con hiểu lầm nhau chuyện gì mà giận dỗi nhau gì không? Dạ có anh. Điển hình mà đặc trưng nhất là có một lần mẹ em viết kịch bản, rồi mẹ nhập tâm quá thì mẹ vừa viết mà mẹ vừa nhập vai vào nhân vật á, thì mẹ thổi, thì lúc đó đó là mẹ lại lấy cái tên nhân vật á là cũng là Duy Khanh luôn. Thì mẹ thổi ở trong phòng, thì ở phía ngoài hành lang mọi người đi ngang á thì nghe, thì sau đó thì về nói với em á là tại sao mẹ mày lại la mày như vậy. Thành ra em về em hiểu lầm với nhau, hai mẹ con hiểu lầm với nhau. Giống như tên nhân vật đó cô ngồi viết là nó Khanh, mày là thằng khốn nạn, tại sao mày lại lưu lừa gạt con tao Khanh, cái người hàng xóm đi nghe họ tưởng đâu chửi thằng này. Ủa nhưng mà sao lại mình lại lấy tên giống như tên của anh vậy cô hả? Đó, để cô nói nghe nè. Cô không có con trai, thành thử ra cô thấy con trai nào mà ngoan ngoãn tài giỏi mà hiền lành vâng lời cô thương lắm. Thành thử ra khi mà có được cái chàng rể này lọt vô nhà đó, thương quá mà viết mà đúng là nhập tâm quá rồi, cái không có phải có những cái lời như Quyền Linh nói. Quyền Linh chỉ là cái hình dung và minh họa thôi, minh họa thôi. À, nhưng mà trong cái cô thể hiện qua cái lời ca Duy Khánh nghe tao ở đây tại sao này vậy vậy đó, mà toàn cái giai điệu là giận dữ là quát nạt rồi kia, nó phải ăn theo nhạc đó con. Đi Linh ác độc đó, thấy chưa, ác độc luôn mình chưa thấy chưa à. Đó nhưng mà con ơi cô rất lại rất vô tâm, thành thử ra khi mà cô viết cái bài ca rồi đến tay ảnh á, mà ảnh hờn, ảnh không biết là ảnh buồn, mà ảnh âm ỉ không nói. Cô thì cô lại cứ lao theo từng nhân vật của trong những cái sản phẩm của cô. Cô cũng không để ý. Cái tới một ngày nào đó cái máy tính của cô nó hư. Con vô sửa mẹ, hay là con chỉnh mẹ sao cái điện thoại này. Cái ảnh kiếm cách nó từ chối. Ảnh làm. Cô cũng hiểu sao. Ủa sao vậy anh này rất là kỳ vậy? Là nó còn có một lần con hơn bây giờ giờ này tao không thể nào kêu thở giờ con chỉ cho mẹ cái này giờ mẹ ghi nha, giờ con đọc mẹ ghi rồi thì cái tật của mình ghi cẩn thận lắm, tới chừng ghi xong rồi cất cái đó, cất cái quyển sổ ra đâu tiệm ra, cái là mời nhờ nữa mà người ta đã bận, người ta đi ngoài đường suốt ngày hãy về tới nhà cái là cứ một hai ngày cái này. con sao cái máy in của mẹ nó vậy, con sao cái bàn phím của mẹ vậy, cứ vậy đó. Thành thử ra nhiều khi là cái mình thấy cái mà đặc biệt anh này ít nói lắm, ít nói ít nói, có chuyện gì buồn chứ cũng không nói luôn á, không nói luôn. Có
Có giận mẹ chuyện gì hôm nay nói luôn đi. Có buồn mẹ gì không? Buồn mẹ thì bảo là buồn thì không thể sử dụng được, mà em phải nói là lo cho mẹ thôi. Về sức khỏe của mẹ, về đi lại của mẹ, tại vì mẹ em dạo này đi làm việc rất là nhiều ở ngoài với đối tác, với viết kịch bản rất là nhiều. Mẹ bị bệnh tiểu đường nữa, thành ra sức khỏe mẹ bị giảm sút. Càng lớn tuổi thì càng giảm sút. Đó là vấn đề mà em lo về mẹ thôi. Vậy em có mong muốn gì nói với mẹ ngày hôm nay không? Con mong muốn mẹ là chú tâm tới sức khỏe mình nhiều hơn, trong ăn uống và đi lại cẩn thận. Cần nào cần thiết thì cứ gọi con chở mẹ đi. Chứ nhiều khi mẹ em thấy em đi công việc đồ cả ngày, công việc ở ngoài thì mẹ cũng ngại. Mẹ sợ em đi công việc, lo công việc ở ngoài, thành ra mẹ không gọi em mà tự bắt xe đồ đi đồ. Lớn tuổi rồi cứ, mà mẹ em có đặc biệt một cái là điện thoại lúc nào cũng bên người 2-3 cái nhưng mà không bao giờ gọi nghe. Gọi phải từ 10 cuộc trở lên là không bao giờ mà bắt máy liền. Thành ra đó cũng là một vấn đề rất quan trọng, tại vì đi ra ngoài thì có điện thoại thì mình gọi điện nghe để biết như thế nào. Cô có mong muốn ở anh thay đổi một cái gì đó không cô? Nói ra thì nghe nó không thơm lắm. Trời ơi con ơi, tụi con ơi, có thể tưởng tượng ảnh mà vô toilet là từ 30 phút tới 45 phút. Bây giờ vô rồi còn tranh thủ làm việc nữa. Làm việc trong toilet á? Không. Ngồi bấm máy trong toilet này nè. Cái này là bệnh nhiều người lắm rồi. Đó, đó. Nói vậy đó. Mà đúng ra là vợ cũng có cự, cô nói ôi thôi kệ đi. Rồi, để hôm nay cô con của mình sẽ nói điều gì cô nha. Thật sự là hai người có một cái điểm chung đó là kỹ tính. Nhưng mà giữa một cái kỹ tính một người già với lại kỹ tính một người đàn ông ấy, nó rất là khác nhau. Nên thành ra là cũng có những lúc là cái mâu thuẫn trong gia đình cũng có. Và đương nhiên là mình là người cửa giữa nhiều lúc rất là khó xử. Nếu mà nói cho công bằng thì cái lỗi nằm ở phía mẹ. Nhưng mà mình không thể nào mình đứng về phía chồng để mình phản ứng với mẹ được. Còn lúc đó thì mình phải quay qua, mình phải nói với chồng là em không thể đứng về phía anh để mà phản ứng với mẹ. Bởi vì mẹ em không có chọn lựa được. Còn trong cuộc sống này, chồng đôi khi ở nhiều hoàn cảnh khác còn có cái sự chọn lựa, nhưng mà mẹ chỉ có một mình thôi. Thì lúc đó là chồng mình đã im lặng và mình hiểu là anh ấy đang thấm cái câu nói của mình, nên mình chỉ có thể nói những cái câu như vậy. Và anh ấy nhường luôn, cùng vợ chồng cùng luôn. Nhưng mà sau đó thì mình cũng có nói với mẹ là trường hợp đó mẹ sai rồi, nhưng mà tụi con thì không có muốn lớn tiếng, nên bây giờ con mới nói với mẹ là mẹ sai rồi, mẹ muốn mẹ đừng làm vậy nữa. Thực sự là trong cái cuộc đời của chị, 2 năm trở về trước thì chỉ có 2 người, đó là chồng chị và mẹ chị. 1.5 năm gần đây thì còn xuất hiện thêm một nhân vật quan trọng nữa, đó là con chị. Xung quanh cuộc đời chị bây giờ chỉ có 3 người quan trọng nhất. Vì vậy chị không muốn là 3 cái mối quan hệ xung quanh chị có một cái bất đồng, mâu thuẫn gì xảy ra. Điều đó khiến cho một cái con người nhạy cảm như chị nó cảm xúc nhiều lắm. Cô sống không phải là vô tâm. Cô để ý, cô quan tâm lắm. Nhưng mà cái chuyện gì nói được với ai, nói cả 2 vợ chồng, nói có con gái mình, chờ có cơ hội rồi mình nói. Nói chung là cả 3 mẹ con đều cố gắng tạo một cái không khí là gia đình trên thuận dưới hòa. Và đặc biệt là bây giờ có cô cháu ngoại đó, trời ơi thôi. Rồi kể như nó xóa hết bao nhiêu những mâu thuẫn, những gì mà bé dễ thương lắm. Tự ra là tốt rồi. Cảm ơn cô Mẫn rất là nhiều. Cảm ơn em hôm nay đã tham gia chương trình. Bây giờ em hôm nay nói như là yêu thương nhất mà em có thể từ đáy lòng của mình đi. Thì qua chương trình con cũng cảm ơn mẹ đã cho con một người vợ để con yêu thương. Qua đó thì con cũng có một người con gái tuyệt vời. Con cảm ơn mẹ và con chúc mẹ là luôn giữ gìn nhiều sức khỏe. Cảm ơn con. Rồi. Con có một chút kỷ niệm gửi tặng cô Mẫn cùng với em trai. Chúc cho cô nhiều sức khỏe nha cô nha. Rồi.
Hôm nào cô cháu có dịp ngồi tâm sự nhiều hơn chuyện cũ hả cô ha? Dạ, con cũng có phần quà dành tặng cho cô. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ nguyên liệu từ Nhật Bản. Dạ, đây là phần quà dành tặng cho anh là Natto Gen giúp giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Và phần quà đặc biệt đó là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng. Ôi trời ơi. Dạ, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Con dạ kính tặng cô và anh ạ. Dạ, cảm ơn cô và anh đã đến với chương trình. Dạ, cảm ơn cô.